Xin chào các mẹ. Chắc chắn một điều khi mà sinh em bé thì chúng ta lo nhất là việc chăm bé như thế nào đúng không? Tắm cho con này, rồi massage cho con, thậm chí là cả cách bế con cũng rất chi là khó luôn. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá xem là chúng ta có những cái phương pháp nào ở trong lớp học mà mẹ Mai đang có mặt ở đây nhé. Xin mời cô điều dưỡng thì sẽ hỗ trợ cho mẹ Mai cũng như là các mẹ khác làm thế nào để chăm bé được hoàn hảo nhất, tốt nhất. Cảm ơn mẹ Mai đã tin tưởng vào Lợi Trước Sinh, đã đến với Hương Vân Lợi Trước Sinh buổi ngày hôm nay. Hôm nay thì chúng ta sẽ học mà cùng tìm hiểu về cách massage cho em bé tại nhà. Đầu tiên là mình cùng tìm hiểu vì sao là cần phải massage cho em bé. Massage thì là một phương pháp xoa bóp giúp cho em bé cảm thấy thoải mái và thư giãn, cũng như là phát triển để cho các mẹ dễ nhớ và không bị lẫn các động tác vào với nhau. Massage đầu này, massage chân, massage tay này, massage ngực bụng này, massage lưng. Đó, sau đó thì thư giãn tay chân. Mình sẽ làm mềm tay này, mềm tay trước và làm ấm tay lên một chút, đặc biệt là mùa đông này thì hơi lạnh. Và để bắt đầu một buổi massage thì mình sẽ đánh thức em bé dậy trước bằng là massage chân. Mình sẽ massage chân trước, sau đó thì mình sẽ đi từ đầu xuống ngực bụng, rồi tay, rồi lưng vai. Có động tác ngón tiếp ngón này, hai ngón tay của mình, ngón cái của mình sẽ đi trên mu bàn chân của em bé này, vuốt trên mu bàn chân của em bé. Tiếp theo là động tác lắc vuốt. Ba ngón tay của mình sẽ ôm chọn một ngón chân của em bé và phối lắc một cách nhẹ nhàng ra. Và lưu ý là cái động tác này chỉ dành cho các bé đủ tháng và không dùng với các bé non tháng. Động tác tiếp theo là động tác xoay ốc trong lòng bàn chân. Ok. Và động tác tiếp theo là động tác massage về mặt ngoài của chân. Mình cũng nâng nhẹ chân của em bé lên này. Đó. Mình mông của em bé đi xuống và cố gắng không nhấc tay lên. Đó. Massage lên đầu gối này, lên đùi mặt trước này, ra đằng sau mông, ra sau mặt sau của chân. Ok. Về phần trong của chân mình sẽ lấy tay đối diện. Okay. Mặt trong chân thì mình có khuyến cáo nhỏ, đó là bỏ qua 1/3 trên trong của mặt trong của đùi, tránh gây bạch huyết ở một số các cái cơ quan ở đó. Mẹ lưu ý mình sẽ bỏ 1/3 ở phía trên và mặt trong đùi, thấp hơn là bên phía bên ngoài. Lên qua đầu gối một chút là các mẹ quay tay xuống thôi. Dạ. Đầu như mình sẽ nâng nhẹ phần gáy bé lên, tay mình để lên trán bé này, ôm hết đầu của em bé ra đằng sau này, đổi tay này lách vào phần phía trong của tay kia. Đó, ok. Khi mà bạn khóc to quá thì mình sẽ dừng lại này, và mình trấn an lên bé. Nếu mà có một người phụ thì mình có thể cầm tay và hỏi chuyện này. Nếu con không thích thì thôi, mẹ có thể dừng lại này. Đấy, mình nựng em bé, nói chuyện với em bé nhích rồi hồi mình thay giáo á. Có ba nhóm động tác ở trên mặt. Đầu tiên là phần cung lông mày của em bé này, mình massage sang hai bên này. Thứ hai là hai động tác mỉm cười. Tên là động tác mỉm cười vì nó giống như cái miệng mình cười lên như này. Đấy, vuốt sang từ cằm này, cằm mình lên trên hai má này. Mỗi lần làm từ 3 đến 5 nhịp. Đấy, mình chui sang hai bên. Bây giờ mình sẽ cùng massage tai để cho em bé, giúp em bé tinh mắt hơn nhé. Thì ngày xưa các cụ có đeo tòng tai, khuyên tai ở dài tai sẽ làm kích thích cái huyệt ở đó, làm cho mắt em bé tinh hơn. Đó. Ở ngực thì sẽ có hai nhóm động tác. Động tác đầu tiên là động tác chữ thập. Thì là mình sẽ đi từ vai bên này, mình nắm vai bên này của em bé nhẹ nhàng này, nắm một chút, sau đó mình vuốt về bên ngực đối diện. Đó. Tay này có thể, tay kia đồ để lên, để vuốt như thế này. Đó. Gọi là chữ thập vì là nó sẽ đi chéo như thế này. Đó. Động tác thứ hai là động tác cánh bướm, thì mình sẽ mở từ giữa ngực của em bé sang hai bên. Hoặc là động tác mở sách nó cũng là một tên. Đó, đây. Sang hai bên thì mình lại bát ra, bóp bóp cái vai một tí cho nó đỡ mỏi này. Đó. Cho em mình đỡ mỏi. Okay. Mình sẽ bắt đầu massage bụng của em bé từ bên hố chậu phải của em bé nhé. Nhớ là hố chậu phải, tay mình thuận tay phải thì mình sẽ để bên đối diện của em bé. Mình bắt đầu từ hố chậu phải của em bé này. Đó, đây, mà Mai để ở chỗ này. Đó, mình sẽ massage bằng ba cái ôm mô này. Thế. Và vì là mình sẽ không dùng các móng tay này vì sẽ gây khó chịu cho em bé. Mình sẽ đi từ đây này, Mai nhìn trước nhé. Đó, đi lên này, đi lên, sau đó đi ngang và đi xuống, và cuối cùng là hố chậu trái thì mình ấn nhẹ một chút bằng cái đầu ngón giữa này. Đó, ấn nhẹ một chút thế. Rồi mình nhấc tay lên, mình lại làm lại. Cái động tác ở phần bụng này có rất là nhiều tên, ví dụ như là chữ I love you này, I là đi lên này. Đó, I này, chữ L là chữ lớp này, đi ngang này. Đó.
cũng làm biết theo cung đại tràng hình chữ U ngược và chữ U này. Đó, đó, mình đi xuống như thế này. I love you là mình nhớ là cái khung đại tràng như vậy. Đó, thì mình một là mình day như thế này. Lúc nãy mình đã đi bộ như thế này rồi. Đó, thế giờ mình sẽ lại đấy, đi theo cái khung này của em bé như thế này. Xong rồi ấn nhẹ ở cái hố chậu trái. Các nhóm động tác ở phần bụng là như vậy, có tác dụng là giúp cho em bé nhuận tràng này, tốt là tiêu hóa. Đó, thế tiếp theo mình sẽ sang phần tay và chân nhá. Đầu tiên là ngón tiếp ngón này, mình sẽ để hai cái phần ngón cái của mình ôm mô này lên cái phần mu bàn tay của em bé. Đó, cho em bé, cho bàn tay của em bé vào trong tay của mình như thế này. Đây, đó, hai ngón cái mình sẽ đi liên tiếp như thế này, hai ngón cái. Thế sau đó sang động tác lắc vuốt. Động tác lắc vuốt thì mình sẽ cầm từng ngón tay của em bé một, vừa lắc vừa vuốt ra. Đó, nhẹ nhàng, chứ không các cái khớp của em bé rất là non nớt. À, nhưng mà khi mà các em bé mà tay rất là bé như thế này, ví dụ như là nó mỏng manh quá thì có cái khuyến cáo gì không, hay là đối với tất cả các bé thì mình đều làm những thao tác như này? Rồi, cảm ơn câu hỏi rất là thú vị của mẹ Mai. Cái động tác lắc vuốt này thì là không áp dụng cho các bé sơ sinh non tháng, vì là các bạn ấy, các cái khớp sụn của các bạn ấy rất là non nớt, thế thì mình chỉ áp dụng cho các bạn đủ tháng thôi. Đó, động tác tiếp theo của phần tay đó là mình massage ở trong lòng bàn tay của em bé, gọi là động tác xoay ốc. Mình sẽ để ngón cái này vào trong lòng bàn tay của em bé, xoay tròn dây vào trong này. Đó, và từ trong tâm của bàn tay xoay ra hai bên ngoài. Động tác về tay thì thêm một động tác đó là mình massage bên ngoài tay và bên trong mặt tay này. Mình sẽ để ba ngón tay này ở phần cổ tay của em bé, massage lên phần vai. Đó, xong lại đưa tay về đằng sau, cố gắng không nhấc tay lên. Đó, mình sẽ sang phần mặt trong này. Trong mình massage từ phần cổ tay này. Mình sẽ dùng tay trái. Tay trái, đúng rồi. Tay đối diện của mình massage phần bên trong. Đó. Đúng, em bé buồn thì làm thế nào ạ? À? Nếu em bé buồn hoặc là có thể những lần đầu em chưa phối hợp. Để phần này phần gần nách mà. Đúng rồi. Thì mình sẽ quan sát em bé qua từng lần massage. Mỗi lần massage, những lần đầu là những lần làm quen với nhau. Thì sau đó thì là em bé thích phần nào thì mình sẽ làm nhiều phần đó lên, không thích phần nào thì mình sẽ giảm phần đó đi. Dạ. Ví dụ như là với cái phần nách là em bé buồn, em khóc hay là em rụt lại thì có thể mình cho thấp hơn đến đây được không ạ? Đúng rồi. Xong rồi ví dụ ngày mai mình tăng dần lên. Đúng rồi. Tiếp theo là nhóm động tác về lưng thì cũng giống như là động tác ngực, chỉ có hai nhóm cơ bản và thêm một động tác nữa là phần cột sống, thì mình tránh phần cột sống ra. Giống động tác ngực thì mẹ Mai có nhớ động tác ngực không? Đấy là hai động tác gì không? chữ thập và mở sách. Đúng rồi, mình sẽ làm chữ thập trước này. Đó, vuốt sang về phía lưng đối diện này. Đó, tay này nữa. Ok. Đó. Bây giờ mình mở sách nhá. Từ dưới đây này. Đó. Ok. Đây là cái hình hướng dẫn thì em mặt em bé như này, nhưng mà vì em bé tật thì mình sẽ kê mặt em như nào để cho không bị úp xuống. Đúng rồi, vì là em bé búp bê này thì không có cái khớp mà có thể quay sang một bên, nên là mình cũng chưa nói với mẹ Mai. Vì là nếu mà có cái khớp thì mình sẽ quay mặt em bé sang một bên để nó tránh tịt mũi. Hoặc là nếu mà một số bạn ấy, bạn ấy nằm thì bạn ấy có thể để tay thế này này. Đó. Đấy, các mẹ lưu ý nhá. Thêm một động tác về phần lưng đó là mình sẽ massage hai bên này. Mình sẽ dùng hai cái ôm mô của ngón cái này đặt giữa hai bên cột sống. Chú ý là tránh tối đa và tuyệt đối vùng cột sống của em bé. Đấy. Mình sẽ đặt ở trên này, Mai nhìn lên. Xoay tròn được một điểm, sợ nhấc lên xuống dưới, xoay tròn được một điểm hai bên cột sống. Đó, nhấc lên. Đó, nhiều bạn đến đây là bạn sẽ buồn này. Một lực vừa phải thôi là em bé sẽ rất là dễ chịu. Bây giờ mình sẽ cho em bé nằm ngửa lại để mình thư giãn phần tay chân. Cho em bé cầm hai ngón cái của mẹ hoặc là người massage sang hai bên nhẹ nhàng thôi nhé. Xong lại đưa lại về phần ngực, trước ngực như thế này, thư giãn về chân này. Mình sẽ có động tác là đây, đi bộ này. Đó, đạp, hoặc là gọi là đạp xe đấy. Đây. Đó. Với những cái thao tác này thì có lẽ rằng là ngoài cái việc mà mình tập cho mình ấy, thì mình cũng sẽ tập cho bà này, cho các bác giúp việc, để mà khi mà mình không có ở nhà thì mọi người cũng có thể làm được rất là thuận tiện. Quá là hấp dẫn đúng không các mẹ? Nếu mà các mẹ quan tâm và thật sự yêu thích như mẹ Mai thì đừng quên những bài học huấn luyện của lớp huấn luyện chức sinh nhé.